đâu mày đi à, đâu mày đi à, áo đen mà mày áo gì? Mày áo xanh này là bên giày thông dụng, giày thông dụng á, 3K nó đình công mà. Ủa khúc sao đi mới hấp dẫn kìa. Ủa phụ nữ, ủa Việt Nam vô địch SEA Games hả? Vô địch SEA Games vô chung kết quân cúp chứ nữa, thị trang luôn á. Ổn cái này anh đi báo nha mày, đi báo đưa tiền cái gì để gì mới tí về rồi đó, có kèn có trống luôn rồi kìa, tắt đập nồi quá. Mười viên cảnh sát nó đi đông lắm, nó đi xuống đi bộ luôn á. Nhục nhã cái là cảnh sát không dám mặc đồ cảnh sát, mặc đồ thường. Ờ mà bên ấy đi thế này, mấy cảnh sát đi nó không rồi, nó băng băng đỏ để phân biệt nó địch với ta. Đó có cảnh sát nào không? Giờ làm sao nhìn nó biết được? Làm gì nó không sợ. Mặc quần áo bình thường, sáng nay nó đi đầy má. Công ty nào vậy anh? Công ty nào vậy? Vậy thông dụng hả? Thông dụng không ai có nhiệm vụ rồi. Thông dụng có nhiệm vụ rồi. Thông dụng có nhiệm vụ rồi. Anh đi nay có người cá đây. Tàu cũng đi nữa, tàu cũng đi nữa. Xin lỗi em, anh theo em đi theo Philippines với Mỹ. Mày Mỹ ở trong này, mày Mỹ Trung Quốc? Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Là Việt Nam, Nam nghèo quá hả? Không được, đừng đụng tới cờ Nhật chết á. Có dịch cờ không à? Cố tình tới cờ Việt Nam thôi. Cờ Việt Nam đẩy lấy làm. Nghĩ sao mà tìm Mỹ mình đưa đôi tiếng cà Việt Nam lên.